đứa này đẹp. Được rồi, nhưng mà nó không được vàng đẹp lắm. Ôi, cái này ngọt. Mình đánh bước gia vị là nó ít mật ong quá mà. Nó khô toàn thịt nạc nên nó cứ khô, nó không có mỡ ra để nó vàng bóng. Nướng nãy nó phải có ba chỉ nhỉ. Hoặc là cho vào chỉ. Nóng toàn thịt nạc chắc chín khô. Này nghe của nó là cho vào dầu. Đúng rồi, thịt lợn hoay nướng kiểu gì nó cũng hoay, vẫn có mùi hoay, mày ngửi thử nhé. Mày lấy bát đây ăn cơm. Cơm đấy là cơm gì đấy? Cơm dẻo dẻo gì đấy? Thịt lợn quê giờ đắt luôn. Phải đắt. Những con lợn này thì là lỗ. Nếu mà làm ăn lớn chịu được thì làm ăn nhỏ là gặp con lợn hoay. Biết hàng số, biết hàng hai mấy con thì vất một con ông cha như mình mẹ nó chứ. Giờ mà ông thợ ấy bảo con vất một con thì bò này. Đây viết là 642. Đan lại 8.000 cây nhưng rốc miền Nam to con to như kiểu con rạn đấy. Đan lại cho toàn. Chưa đóng gói đi yếu. Đây này nó đồng đây này, con nào nó đồng như này. Đen thì 7.000 cân, 8.000 cân. Đắt hơn thịt. Rốc mà đắt. Chúng bà khoán đấy. Rốc gì sao mà đắt thế. Nó bắt ở nhà này, chắc là nhà. Bọn nó bắt được là trong bắt là 1, 2 là xoay, 2 là 3 kích, 3 là lừa. Mua đại của bọn kia tâm tư. Mua nhiều. Sáng ngày ăn muộn, trưa này cho ăn muộn. Tối nay Kim Sẹo có về luôn không hay là lại đợi đến sáng mai mới về?